Một sự thật thú vị không phải ai cũng biết, đó là nhiệt độ ở Canada có thể là ngang bằng với nhiệt độ ở bề mặt sao Hỏa đấy. Một trong những sự thật được nhiều người biết đến ở Canada chính là việc nhiệt độ ở đây sẽ xuống cực kỳ thấp vào mùa đông. Nhiệt độ trung bình tại Ottawa vào tháng 1 là âm 14 độ C. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là nhiệt độ thấp nhất từng được ghi nhận tại Canada. Vào ngày 3 tháng 2 năm 1947, nhiệt độ tại Kelowna thuộc bang Nashville đã đạt mức là âm 63 độ C. Thì bạn không nghe nhầm đâu, chính xác là âm 63 độ C đấy. Người ta còn đùa rằng là nhiệt độ ở Kelowna khiến mùa đông của các tỉnh bang khác xem như là mùa hè vậy đấy. Thì năm 2014, Kelowna đã được bình chọn là thành phố lạnh nhất tại Canada. Để giúp bạn có thể hình dung rõ hơn về âm 63 độ C, thì nhiệt độ này ngang bằng với nhiệt độ tại bề mặt sao Hỏa đấy. Để biết thêm thông tin chi tiết về các chương trình định cư ở Canada, anh chị có thể liên hệ Victory qua số hotline đây. Đội ngũ của Victory sẽ liên hệ tư vấn những thông tin chính xác và phù hợp nhất với gia đình của mình.